chữa yếu sinh lý từ quả vải. Yếu sinh lý là bệnh lý phổ biến thường gặp ở nam giới, trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều quý ông. Yếu sinh lý gây ra rất nhiều những phiền toái và ảnh hưởng tới sức khỏe và đời sống của nam giới. Yếu sinh lý có thể điều trị được bằng cả thuốc tân dược và đông dược. Tuy nhiên, có rất nhiều các loại thực phẩm rất gần gũi với đời sống có tác dụng chữa yếu sinh lý hiệu quả bất ngờ mà chúng ta không hề biết. Theo các nhà nghiên cứu về chữa trị yếu sinh lý ở nam giới, thì quả vải có chứa rất nhiều các vi chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những người gặp các vấn đề về chức năng sinh lý như yếu sinh lý. Quả vải là loại hoa quả rất gần gũi với đời sống của con người. Vải là loại hoa quả chứa rất nhiều chất bổ dưỡng, thơm ngon, ngọt, dễ ăn, không cần chế biến, có thể sơ chế thành nhiều món ăn khác nhau. Trong quả vải được xác định có rất nhiều những nguyên tố vi lượng, bổ dưỡng như sắt, kẽm, magie, vitamin B, có chức năng tăng cường hệ tuần hoàn và ham muốn tình dục. Đặc biệt là hai vi lượng flavonoid và polyphenol. Các chất này có tác dụng thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, kích thích khả năng tình dục ở nam giới, kéo dài trạng thái phấn khích và ham muốn. Trong đông y, vải có tác dụng ích tâm, ôn tỳ, tư thận, bổ huyết, dưỡng can, trừ phiền khát, làm tỉnh táo tinh thần, minh mẫn trí óc, tăng cường sức lực, tăng thân nhiệt, tráng dương, tiêu thủng, làm đẹp nhan sắc. Bên cạnh đó, quả vải cũng được dùng để bổ thận tráng dương, kéo dài tuổi thọ. Một số bài thuốc chữa yếu sinh lý bằng quả vải. Với những tác dụng của vải, dùng nó để chữa trị yếu sinh lý rất có hiệu quả. Vậy chữa yếu sinh lý từ quả vải như thế nào? Các bạn có thể tham khảo một số bài thuốc từ quả vải như sau. Vải ngâm rượu. Chọn 1 ký vải tươi, bóc vỏ, để nguyên cùi và hạt. Sau đó ngâm vải với 2 lít rượu gạo loại ngon. Ngâm khoảng 1 tuần là có thể sử dụng. Tuy nhiên, liều lượng sử dụng cần phải dựa vào tình trạng bệnh. Tốt nhất là nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Vải hấp kích thỉ. Chuẩn bị cùi vải tươi, tôm nõn, rau cải và các gia vị cần thiết. Sau đó xử lý nguyên liệu, vải bỏ vỏ và hạt. Cho tất cả nguyên liệu vào tôm ướp khoảng 30 phút, cho vào máy xay 5 phút và bày ra đĩa. Rồi nặn viên, cho vào trong cùi vải, cho vào nồi. Đun to lửa hấp kích thỉ. Trộn đều nước, muối, đường, tinh bột với nhau, cho vào nồi đun nhỏ lửa khoảng 5 phút. Sau đó cho lòng trắng trứng gà vào, trở thành nước sốt. Rau cải xanh luộc chín, bày lên cạnh đĩa. Đổ nước sốt lên trên viên vải nhồi tôm ăn khi còn nóng. Sử dụng vải sấy khô. Dùng cùi vải khô 7g, nhân sâm 24g, thục địa 15g, khỉ tử 15g, âm dương hắc 9g, viện chí 9g, đinh hương 9g, trầm hương 3g, bạch tạc lê 9g, rượu trắng 1000ml. Các vị thuốc thái cuộn ngâm với rượu trong bình kín. Sau chừng 7 đến 10 ngày có thể dùng được. Uống mỗi ngày một chén nhỏ. Uống nhấp môi từ từ, từng ít một. Ngoài những bài thuốc trên, vải có thể chế biến được thành rất nhiều món khác nhau, tùy theo khẩu vị của từng người. Vải có nhiều công dụng và chất dinh dưỡng là thực phẩm nên bổ sung. Có rất nhiều người vì sợ nóng nên thường bỏ qua hoặc hạn chế ăn vải mà bỏ qua một loại thực phẩm bổ dưỡng. Các chị em có thể tham khảo và chế biến cho chồng mình để cải thiện tình hình nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn một củ hành mỗi ngày tốt cho cậu nhỏ và tránh nhiều bệnh nguy hiểm. Những lợi ích tuyệt vời của hành củ giúp bạn ngỡ ngàng nhận ra thần dược đang trú ngụ trong bếp nhà bạn. Hành củ chứa rất nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Hàm lượng lưu huỳnh và các hợp chất chứa lưu huỳnh trong hành có tác dụng chữa bệnh hiệu quả. Chúng là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C, vitamin B6, biotin, acid folic, chrome, canxi và chất xơ. Quercetin có nhiều trong hành là hợp chất chống oxy hóa hiệu quả, giảm các triệu chứng nhiễm trùng bàng quang, nâng cao sức khỏe tuyến tiền liệt ở nam giới. Hành tươi hay đã qua chế biến
đều là nguồn cung cấp dồi dào các chất hữu cơ có chứa lưu huỳnh. Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của việc ăn hành mỗi ngày. 1. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Hành rất có hiệu quả trong việc làm giảm cholesterol. Hợp chất lưu huỳnh trong hành củ như một chất lỏng tự nhiên ngăn ngừa sự kết hợp tiểu cầu. Westin ngăn ngừa quá trình đông cứng của các động mạch bằng cách ngăn ngừa sự hình thành mảng bám và làm giảm nguy cơ đau tim. 2. Điều trị các bệnh đường hô hấp. Khả năng chống viêm của hành củ có tác dụng làm thư giãn cơ đường hô hấp, giảm hen suyễn và viêm phế quản. Nó cũng rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa ho, cảm lạnh, cúm, hắt hơi và chảy nước mũi. 3. Giảm nguy cơ viêm loét dạ dày. Ăn hành củ mỗi ngày còn tăng khả năng khoáng khuẩn trong đường ruột, phòng tránh các vấn đề như nhiễm vi khuẩn từ thức ăn. Chất phytochimocat có nhiều trong hành củ làm giảm nguy cơ viêm loét dạ dày. 4. Phương pháp tuyệt vời chữa táo bón. Hành chứa nhiều các chất hòa tan giúp thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn trong ruột. Ăn một củ hành mỗi ngày được cho là phương pháp chữa táo bón hoàn hảo. 5. Điều trị bệnh lao. Hành có tính sát khuẩn và kháng khuẩn. Nó có thể làm vô hiệu hóa vi khuẩn gây bệnh lao. Ăn hành kết hợp với muối cho hiệu quả rõ rệt hơn. 6. Kiểm soát huyết áp. Hành ít calo, natri và không chứa chất béo. Nó làm tăng độ đàn hồi của mạch máu và có hiệu quả trong việc làm giảm huyết áp. 7. Giải độc cơ thể. Ăn hành mỗi ngày giúp cơ thể tránh khỏi các độc tố độc hại. Các chất dinh dưỡng trong hành có tác dụng làm sạch máu và giúp cho bạn khỏe mạnh. Hành sẽ có tác dụng giải độc tốt hơn khi ăn sống. 8. Chống ung thư. Phytochimocat, disulfidate, trisulfidate, sibine và quercetin trong hành có tác dụng làm giảm viêm và kích thích các chất chống oxy hóa. 9. Giải quyết vấn đề về tiêu hóa. Hành giúp điều trị các vấn đề về tiêu hóa, bao gồm ăn mất ngon, khó tiêu, rối loạn dạ dày và bàng quang. 10. Hỗ trợ điều trị thiếu máu. Hàm lượng sắt cao trong hành rất có ích cho điều trị thiếu máu. 11. Kiểm soát lượng đường trong máu. Hành tây có khả năng cải tạo đường huyết đáng kể. Ngoài việc hạn chế lượng đường, ăn hành tươi còn có thể làm lượng đường trong máu của bạn đi vào đúng quỹ đạo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Những tác hại khôn lường khi chị em ham mặc quần bó sát quá chật. Bạn hay mặc quần jean và thường mặc quần bó sát rất chật để tôn dáng, nhưng bạn có biết như thế là rước họa vào cơ thể. Ngay từ hôm nay, hãy dừng việc này vì nó vô cùng hại. Hãy đọc ngay để biết những tác hại khi mặc quần chật. 1. Ngăn cản sự lưu thông máu. Hãy thử quan sát khi bạn mặc quần chật, phần gót chân và mắt cá chân hay bị đỏ lên, thậm chí sưng. Đó là vì chiếc quần chật khiến cho máu trong cơ thể khó lưu thông. Lượng máu không lưu thông tốt gây nguy hiểm cho sức khỏe. Lúc này, tim của bạn cũng phải làm việc vất vả hơn. 2. Làm các tĩnh mạch bị giãn. Theo một nghiên cứu, 31% nữ giới có tĩnh mạch giãn. Tình trạng này có thể trở nên tồi tệ hơn từ việc sử dụng thuốc ngừa thai, mặc quần chật và đứng quá lâu. 3. Gây khó thở. Áp lực trong phổi và khí quản gây ra bởi quần áo bó chặt có thể khiến bạn khó thở. Khi trao đổi khí ở khu vực ngực không được thực hiện có hiệu quả, nó có thể tích tụ và đẩy nhanh sự oxy hóa tế bào của bạn. Điều này có thể dẫn đến lão hóa sớm. Ngoài ra, khó thở còn gây cho bạn cảm giác khó chịu, thiếu tập trung. Vì vậy, mặc quần quá chật là điều không nên. 4. Đau lưng. Bạn có thể cho rằng điều này không liên quan lắm, nhưng chỉ cần một bài kiểm tra nhỏ, bạn sẽ thấy mặc quần chật là một trong những nguyên nhân khiến đau lưng và đau vùng xương chậu. Vì quần chật sẽ hạn chế các vận động, buộc bạn phải căng cơ và làm cho đốt sống của bạn khó khăn hoạt động hơn bình thường.
phần mông cũng khó khăn trong hoạt động, nhất là cánh tay và chân không thể tự do được, sẽ khiến bạn bị đau và mỏi cơ. 5. Chậm quá trình tiêu hóa. Quần chật gây khó chịu bụng, khiến bạn không thể ăn uống thoải mái, ngăn chặn quá trình tiêu hóa, thức ăn trong dạ dày. Vì lý do này, quần áo chật thường gây khó tiêu, tạo tính axit và trào ngược dạ dày. Nó cũng có thể gây táo bón, đau ruột. 6. Tạo điều kiện cho nấm âm đạo phát triển. Mặc quần áo quá chật có thể làm tăng nhiệt độ và độ ẩm trong khu vực sinh dục. Điều này thúc đẩy sự xuất hiện của nấm và vi khuẩn. Điều này có thể gây ra mùi hôi xấu hoặc các vấn đề như nhiễm nấm men. Đối với đàn ông, đồ lót và quần dài chặt chẽ có thể ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng tinh trùng, đồng thời cũng gây ra tinh hoàn. 7. Làm tăng mồ hôi. Hiệu quả cuối cùng của việc mặc quần chật chính là xuất hiện mùi hôi. Có thể mùi hôi ở chân, bàn chân và kể cả bộ phận sinh dục. Những chất liệu ni lông còn khiến cho tình trạng này tồi tệ hơn, là nơi phát sinh của tất cả các loại vi khuẩn gây hại. Ngay từ hôm nay, hãy từ bỏ những chiếc quần quá chật vì nó rất ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chữa bệnh yếu sinh lý bằng rau ngót hiệu quả. Khi nhắc tới rau ngót, hầu hết mọi người đều không còn thấy xa lạ gì, bởi đây là một loại rau ăn hàng ngày dùng để nấu canh. Trong dân gian còn dùng rau ngót để chữa một số chứng bệnh và hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, khi nói tới rau ngót có tác dụng chữa bệnh yếu sinh lý, thì không khỏi có nhiều người ngạc nhiên. Vậy thực chất của thông tin này là gì? Các bạn có thể tham khảo ngay dưới đây để biết rõ nhé. Khoa học chứng minh rau ngót có tác dụng chữa bệnh yếu sinh lý. Rau ngót là một loại thực phẩm quen thuộc dùng trong chế biến món ăn hàng ngày. Với các món canh ăn rất mát, có tác dụng thanh nhiệt giải độc mà ai cũng biết. Trong thành phần của rau ngót có chứa rất nhiều dinh dưỡng như chất đạm, tinh bột, tro, chất xơ, các loại vitamin như vitamin C, vitamin PP, vitamin B1, vitamin B2 và nước. Các thành phần này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có tác dụng chữa bệnh. Trong dân gian thường sử dụng rau ngót để chữa từ lưỡi cho trẻ, trị táo bón, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, ngoài các tác dụng trên được khẳng định, rau ngót còn có tác dụng chữa bệnh yếu sinh lý ở nam giới. Công dụng này được thể hiện qua thành phần hàm lượng vitamin C dồi dào có trong rau ngót được xác định có tác dụng tăng cường chức năng của các cơ quan sinh sản. Vitamin C có tác dụng tăng cường sự lưu thông máu đến cơ quan sinh dục, kích thích ham muốn. Nhờ đó, việc bổ sung hàm lượng vitamin C có trong rau ngót hàng ngày sẽ giúp nam giới tăng cường khả năng tình dục của mình. Rau ngót vì thế cũng được coi là một loại thuốc chữa bệnh yếu sinh lý ở nam giới bằng tự nhiên hiệu quả. Tới đây, một thắc mắc đặt ra là có rất nhiều loại thực phẩm có chứa nhiều vitamin C, sao lại không có tác dụng chữa bệnh yếu sinh lý? Lý giải là do trong rau ngót có chứa rất nhiều hàm lượng vitamin C, thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với cam hoặc ổi. Hai loại quả vốn được xem là chứa nhiều vitamin C nhất trong các loại rau quả. Hơn nữa, thành phần vitamin C có trong rau ngót cũng tốt hơn các loại khác vì nó kích thích quá trình lưu thông máu trong cơ thể, duy trì sức khỏe hệ tim mạch và do đó giúp nam giới nâng cao được bản lĩnh chống phòng the của mình. Bên cạnh đó, trong loại rau này cũng chứa các hợp chất có thể kích thích sự tổng hợp của các hormone, làm tăng chất lượng và số lượng tinh trùng, bao gồm cả khơi dậy tiềm năng và khả năng tình dục. Ăn rau ngót chữa bệnh yếu sinh lý. Nam giới gặp phải chứng yếu sinh lý có thể dùng rau ngót như một giải pháp tự nhiên rất hiệu quả. Đơn giản là các bạn chỉ cần dùng rau ngót để chế biến thành các món ăn hàng ngày như rau ngót xào, rau ngót nấu tôm, hạt canh rau ngót với thịt xay, hạt xương đều rất tốt. Cách này sẽ giúp cung cấp lượng chất dinh dưỡng dồi dào cho sức khỏe và tăng cường khả năng tình dục cho nam giới. Theo đó, bạn có thể thường xuyên ăn các món ăn từ rau ngót ít nhất 2-3 bữa mỗi tuần là tốt nhất.
Ngoài ra, thường xuyên bổ sung rau ngót còn giúp cơ thể sản xuất một lượng lớn collagen, làm da trẻ căng mịn, hồng hào. Kể cả đối với phụ nữ thường xuyên uống nước rau ngót cũng giúp làm đẹp da.